Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm gươm xào chao, một món ngon rất là dễ làm. Nấm gươm thì ngọt, giòn, ăn rất là ngon. Còn chao thì có vị mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo, kết hợp lại với nhau, cộng thêm một số gia vị tạo nên món nấm gươm xào chao rất là ngon tuyệt vời. Và món này ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon tuyệt vời. Và đây là tô nấm rơm, khoảng nửa kg. Nấm rơm cũng to to không à, hơi dụ một tí nhưng mà cũng rất là ngon. Nấm rơm thì ở miền Tây có quanh năm luôn á quý vị. Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có cát, trái ớt, cát tép tỏi, hành lá. Hôm nay mình sử dụng một keo chao nhỏ. Gia vị thì có muối, bột ngọt, bột nêm, đường, dầu ăn và nước mắm chay. Các nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nha quý vị. Tô nấm rơm thì mình cho nước lọc vào để mình ngâm qua nước muối. Nấm rơm thì có thể là mình ngâm qua nước muối hay là mình luộc cũng được nha quý vị, để cho nó ra hết những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Mình cho vào khoảng 2 muỗng canh muối. Nấm rơm thì mình ngâm khoảng 7 đến 10 phút nha quý vị, trước khi mình rửa. Và trong cái thời gian mình ngâm á, mình cũng đảo đều nấm rơm lên. Rồi nấm nào to thì mình sẽ chẻ ra làm hai, còn nấm nào nhỏ nhỏ thì mình để nguyên luôn để hồi mình xào với chao. Các nấm này hơi to to nè quý vị, cho nên mình sẽ chẻ ra làm hai. Nấm rơm thì ở miền Tây bây giờ trồng quanh năm luôn á quý vị, cho nên lúc nào ở các chợ cũng có bán nấm rơm rất là nhiều. Nấm rơm thì ăn cũng rất là ngon và cũng rất là tốt cho sức khỏe. Các cọng hành lá thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào nấm rơm xào chao của mình chín thì mình sẽ cho vào cho nó thơm và nó ngon. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập, gần hồi mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn nha quý vị, để nữa mình phi trước khi mình xào nấm rơm với chao. Có tỏi phi nhiều nhiều nó sẽ rất là thơm và ngon. Mình băm cho thật là nhuyễn ra luôn. Các trái ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà nấm rơm xào chao của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào, có cái vị cay cay của ớt cũng rất là thơm, ngon. Nếu mình ăn ớt không được thì có thể mình sử dụng ít hơn nha quý vị. Hôm nay mình nhà mình ăn ớt cũng rất là nhiều, cho nên mình sử dụng khoảng 5-6 trái ớt hiểm luôn. Và keo chao thì mình sẽ đổ ra dĩa này luôn nha quý vị. Hôm nay mình sử dụng một keo chao nhỏ là cũng vừa. Mình xào với khoảng nửa ký nấm rơm. Và chao thì mình sẽ cho vô khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng một muỗng cà phê đường cát, để cho chao mình nó mặn mặn ngọt ngọt nó sẽ ngon hơn. Rồi sau đó mình sẽ băm nhuyễn chao ra. Mình băm nhuyễn quý vị chao ra, để cho rồi sau đó mình quậy đều lên để cho cái đường và bột ngọt nó tan hết trong cái chao, để hồi mình xào với nấm rơm. Trong cái chao á quý vị thì nó có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo rồi, cho nên mình chỉ bỏ đường với bột ngọt thôi nha quý vị. Và nãy giờ cũng đã gần 10 phút rồi thì mình sẽ rửa
núm rơm nha quý vị. Nãy giờ mình đã ngâm nước muối á, mình rửa cho nó thật là sạch luôn, mình rửa khoảng 3-4 nước nha quý vị. Và trong cái thời gian rửa mình cũng dắt dắt cho cái phần nước trong núm rơm nó ra hết luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các gia vị vào trong núm rơm. Thì mình cho khoảng hơn nửa muỗng cà phê bột ngọt, hơn nửa muỗng cà phê muối, một ít đường cát, ít bột niêm. Nước mắm thì mình cho khoảng một muỗng cà phê thôi nha quý vị. Tại trong cái phần chao nó cũng đã mặn mặn ngọt ngọt sẵn rồi, cho nên khi mà mình cho các gia vị trong cho vào trong núm rơm đó quý vị, thì mình cho ít thôi. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị nó thấm đều vào trong núm rơm. Rồi hồi mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình xào với chao nha quý vị. Cho các gia vị nó càng thấm sâu vào trong các núm rơm, hiện hồi mình xào với chao, núm rơm nó sẽ đậm đà và rất là ngon. Và cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị, mà mình nêm sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị ở nhà mình. Và bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Mình cho hết cái tỏi băm hồi nãy đó quý vị, mình cho hết vào luôn. Mình phi cho tỏi vừa vàng thôi nha quý vị. Rồi hồi mình sẽ cho núm rơm vào, mình xào. Và sau một hồi phi thì tỏi cũng đã vừa vàng rồi nè quý vị, rất là thơm luôn. Và bây giờ mình sẽ cho tô núm rơm vào. Khi mà mình cho núm rơm vào rồi thì mình sẽ bật lửa cao cao lên nha quý vị, trong cái lúc mà mình xào với núm rơm. Tại vì trong núm rơm khi mà mình xào nó ra rất là nhiều nước, cho nên mình để lửa cao cao lên cho cái thời gian mình xào nó sẽ cạn bớt những cái phần nước trong núm rơm ra, thì nó sẽ rất là ngon. Và trong cái thời gian xào thì mình cũng đảo tới đảo lui liên tục luôn nha quý vị, để cho núm rơm nó chín đều hơn và nó thấm đều các gia vị hơn. Mình xào cho nó gần chín thôi. Rồi mình sẽ cho cái phần chao vào. Dĩa chao nào quý vị, mình cho hết vào luôn. Rồi tiếp tục mình xào. Mình xào thêm khoảng 7 đến 10 phút nữa nha quý vị. Khi mà mình cho chao vào rồi thì mình để lửa vừa vừa thôi. Rồi mình xào thêm khoảng 7 đến 10 phút nữa. Khi mà núm rơm xào chao của mình nó sệt sệt lại thì mình sẽ tắt lửa là mình ăn được rồi nha quý vị. Và sau nãy giờ xào nè, núm rơm của mình nó cũng đã sệt sệt lại đó quý vị. Mình xào thêm chút nữa cho nó cạn cạn lại là được rồi nha quý vị. Món núm rơm xào chao cũng rất là đơn giản và rất là dễ làm, ăn thì cũng rất là bổ dưỡng luôn. Và núm rơm xào chao của mình sau một hồi nó đã chín rồi, thì mình sẽ cho cái phần hành lá vào cho nó thơm. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần ớt sắt hồi nãy đó quý vị, mình cho hết vào luôn. Nhà mình ăn cay nhiều cho nên mình cho ớt sắt rất là nhiều nha quý vị. Khi mà đã cho ớt sắt vào rồi thì mình sẽ tắt lửa và chuẩn bị mình sẽ múc ra dĩa để mình dùng trong bữa cơm gia đình. Món nấm rơm xào chao thì mình ăn chay cũng rất là ngon và ăn mặn cũng rất là ngon. Nếu mà quý vị ăn chay mà mình ăn thuần chay thì có thể mình thay thế bằng hành Paro nha quý vị. Nhà mình ăn chay không thường à, cho nên mình sử dụng hành lá, tỏi, ớt luôn. Và bây giờ mình sẽ múc ra dĩa để mình dùng trong bữa cơm gia đình. Hôm nay mình xào đầy một dĩa luôn. Và bây giờ mình quay cận lại dĩa núm rơm xào chao
ở nhà mình nè quý vị, rất là thơm, rất là ngon, một món ngon rất là dễ làm và rất là bổ dưỡng. Món nấm rơm xào chao, nấm rơm ngọt, giòn, ngon, còn chao thì cũng có vị mặn mặn, béo béo, rất là thơm, kết hợp với nấm rơm và một số gia vị tạo nên món nấm rơm xào chao rất là thơm ngon tuyệt vời và rất là được ưa chuộng luôn á quý vị. Món này ăn chay rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon, một món ngon rất là dễ làm và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.